Xin chào buổi chiều chủ nhật tuyệt vời. Thật may mắn chúng ta vẫn còn sống sót cho tới buổi chiều chủ nhật này. Sau bữa ăn trưa ngon miệng cộng với những ly nước nóng cho chúng ta đỡ buồn ngủ, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tôi tin chúng ta là những người khao khát thành công, có ước mơ và có mục tiêu trong cuộc sống. Tối nay, tôi sẽ có một chủ đề khác, còn chiều nay trong vòng 30 đến 40 phút, chúng ta sẽ cùng nhau tạo động lực để chiến đấu vì ước mơ, để bắt đầu. Tôi xin kể một câu chuyện cũng có thể nhiều người đã nghe nhưng chúng ta cùng kể cho những người mới ok ai đã từng nghe câu chuyện về chú chó chao 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 là một chú chó nhỏ rất đáng yêu những con chó khác thường nói chú là một kẻ không có giá trị trong nhà không được sủa thì nhỏ chỉ là loại chó nuôi làm cảnh thôi và một ngày nọ chú chó chao chao ra một quyết định chứng minh cho bạn bè mình rằng mình là loại chó đẳng cấp và đầy giá trị và chú ra một quyết định táo bạo vượt qua sa mạc. Khi chú tới đích, chú sẽ chứng minh được tiếng tâm của loài chó chao chao sẽ làm cho những loài chó khác tôn trọng về sự dũng cảm và giá trị của mình. Chú kể với bạn của mình thì nhận được những tiếng cười chế giễu. Mày bị điên rồi, sa mạc nóng lắm đấy, toàn cát và chẳng có gì có thể sinh tồn. Một số khác lại nói, sa mạc chẳng có gì để ăn, cậu ở nhà còn có người cho ăn chứ. Chào chào nói, không sao, tớ sẽ chuẩn bị thức ăn mang theo bạn chú lại nói ở sa mạc không có nước đâu chao chao tớ sẽ chuẩn bị nước mang theo bạn chú lại nói ở sa mạc vào buổi tối thì rất lạnh lại có bão cát có thể làm mù mắt cậu chao chao nói tớ sẽ mang theo lều bạc chao chao chuẩn bị rất chu đáo tất cả mọi thứ và quyết không nghe lời bàn lùi của bất kỳ ai và ngày khởi hành đã đến chao chao quyết định cuộc hành trình của mình nhưng tiếc thay chao chao chỉ đi được 3 ngày thì chết ngày thứ tư bạn bè của chao chao vi tò mò đã tìm xác của chú và điều tra về nguyên nhân cái chết tất cả vẫn còn nguyên thức ăn nước và cả những vật dụng mang theo tuy nhiên khi mổ tử thi thì phát hiện ra rằng bàn quang của chao chao đã bị vỡ ở con người cũng như loài vật điều đó có nghĩa là nước tiểu đã tích trữ quá lâu trong bàn quang làm nó bị vỡ thế tại sao chao chao lại bị như vậy hóa ra chao chao là một chú chó đực mỗi lần đi tiểu chú phải nhếch cái chân lên trong khi đó ở sa mạc lại không có cây cối không có tường chỉ có một số cây xương rồng nhiều gai chao chao phải nhìn tiểu ba ngày và chết <laughs> các bạn thấy đấy mình có khao khát mình có ước mơ có mục tiêu nhưng nếu không chịu nổi thay đổi của những thói quen nhỏ cuối cùng cũng chết trên sa mạc mục tiêu lớn mục tiêu nhỏ nếu không chịu thay đổi chúng ta cũng không thể đi tới đích. Cuộc sống cần thay đổi, thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Chủ đề của buổi chiều hôm nay có thể là một chủ đề tương đối nặng nề với người nghe, nhưng lại giúp các bạn làm việc nhẹ nhàng hơn. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ suy nghĩ của con người. Chúng ta hãy xem ý tưởng về điện thoại. Quay ngược lại 50 đến 60 năm về trước, khi nói tới điện thoại cố định đã là một điều đặc biệt. Đó cũng là một sản phẩm từ suy nghĩ của con người. Làm thế nào hai người ở xa nhau có thể liên lạc được với nhau? Vô tuyến cũng vậy, bật lên là có thể nhìn thấy hình ảnh, âm thanh, nhưng chúng ta xem nhiều đến nỗi chúng ta cảm thấy đó là một điều bình thường. Hoặc là 20 năm về trước, phát minh về chiếc máy rút tiền ATM, tại thời điểm đó rất nhiều người còn không dám dùng vì sợ cho tiền vào rồi sẽ không lấy ra được. Bóng đèn có từ suy nghĩ của ai ạ? À? Edison. Ông ấy nghĩ nó là một cái gì đó tạo ra ánh sáng thay mặt trời tất cả đều từ suy nghĩ của con người. Chúng ta là con người, chúng ta có thể nghĩ để chúng ta thành công, đó là một điều bình thường. Nghĩ để chúng ta trở nên vĩ đại cũng là một điều bình thường. Chỉ có điều, chúng ta không có môi trường, không có sân chơi để nghĩ và cuối cùng, chúng ta có những người khác nghĩ hộ cho mình. Mọi thứ đến từ suy nghĩ của con người, trong một cuốn sách mà tuyến trên khuyên tôi đọc, người ta nói rằng: "Nghèo không phải vì Chúa, không phải vì khả năng mà nghèo là do họ chưa bao giờ dám nghĩ để thành công tôi nhắc lại một lần nữa nghèo không phải vì chúa không phải vì khả năng mà do họ chưa bao giờ dám nghĩ để thành công bất cứ điều gì trong cuốn sách nói về một người da đen nhập cư sang mỹ có tên là eddie filler một ngày nọ mẹ của eddie filler một người da đen hồi giáo nói với con trai bên cạnh một thùng rác gia đình chúng ta nghèo không phải vì chúa không phải vì khả năng mà là vì bố con chưa bao giờ dám nghĩ đến thành công bất cứ một việc gì. Ông của con cũng chưa bao giờ dám nghĩ để thành công. Và chính vì vậy, gia đình mình nghèo đến tận bây giờ. Lúc đó Eddie chỉ mới khoảng 5 đến 6 tuổi và cậu quyết tâm thay đổi dòng họ của mình. Cậu đi nhặt rác bán, nhặt những miếng xà phòng thừa đi bán, nhặt bất kỳ cái gì có thể bán được. Đến năm 20 tuổi, cậu tích góp được khoảng tiền là 10.000 đô la. Và lúc đó có một xưởng sản xuất xà phòng rao bán Cậu muốn mua nhưng giá của xưởng sản xuất đó là 100.000 đô la. Đó là vào khoảng 50-60 năm về trước. Ngoài khoản tiền 10.000 đô tiết kiệm được, cậu phải vay tất cả bạn bè và đến hạn thanh toán cậu vẫn thiếu 10.000 đô nữa. Cậu lái chiếc xe cũ kỹ của mình và nhấm lại câu mẹ cậu đã nói. Mình nghèo không phải là do Chúa, không phải là do khả năng, vân vân. Mình làm được, mình phải là chủ của xưởng sản xuất đó cho bằng được. Cậu lái xe đi trong đêm mưa, và nhìn thấy một ngôi nhà đèn vẫn sáng. Cậu đánh liều bước vào và nói với chủ nhà. Thưa ngài, ngài có cần một ngàn đô không? Chủ nhà nói, tại sao vậy? Eddie nói, nếu ngài cho tôi vay 10.000 đô, tôi sẽ trả ngài 11.000 đô. Và họ nói chuyện với nhau giống như chúng ta giới thiệu cơ hội kinh doanh. Và cậu ra về với khoản tiền cần thiết, mua lại xưởng sản xuất, kinh doanh thành công và trở thành một trong những người giàu nổi tiếng của nước Mỹ. Nghèo không phải vì Chúa, Nghèo không phải do khả năng, nghèo là do không dám nghĩ đến thành công. Tôi đọc cuốn sách đó cách đây 20 năm và nó đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Nếu ai đã nghe CD về câu chuyện thành công của tôi, các bạn biết rằng tôi đi học bằng tiền học bổng của nhà nước. Nhà tôi rất nghèo và bố tôi thì đã mất khi tôi mới 10 tuổi. Mẹ tôi trình độ hết lớp 3 và bán hàng cơm nuôi tôi và hai em ăn học. Với 10 bạc, khoảng 7.000 đồng Việt Nam tôi có thể mua ba bữa cơm cho gia đình. Tôi đã từng rất nghèo và tôi tin vào cuốn sách khi đọc nó cách đây 20 năm về trước. Trong sách nói rằng, hãy ghi ra bạn cần bao nhiêu tiền trên giấy và treo lên tường. Tôi ghi ra 500.000 bạc, 350 triệu đồng Việt Nam. Lúc đó là khoảng 20 năm về trước. Có lúc tôi tự hỏi, mày làm được thật à? Nhưng câu nói lại vang lên trong đầu. Nghèo không phải vì Chúa, nghèo không phải do khả năng tôi lại quyết tâm với những điều mình ghi ra những người xung quanh ta thường có câu cửa miệng sao mà làm được thành công trong cuộc sống à điên à sao mà làm được người bình thường đã quen với câu sao mà làm được rồi tự kỷ ám thị như vậy thật không may chúng ta phải sống trong môi trường như vậy nếu chúng ta ở với những người bên trái kim tứ đồ họ luôn miệng câu sao mà làm được tôi đây này gặp rất nhiều người làm am quay và thất bại rồi họ không làm được những câu nói này ở xung quanh chúng ta, nói vào tay chúng ta ở nơi làm việc hoặc khắp mọi nơi ta có mặt và chúng ta cũng bắt đầu nghĩ, "Ồ, oh, có lẽ mình cũng là đa số, chắc cũng không làm được." Các bạn đã đọc truyện Voi và người Quảng tượng chưa? Khi muốn voi làm việc trong rừng, đầu tiên họ lấy dây buộc chú voi con vào một thân cây nhỏ. Chú voi con không kéo được sẽ đi vòng quanh thân cây. Họ làm như vậy trong khoảng 3 đến 5 năm, từ chú voi con trở thành một con voi trưởng thành thân hình to lớn. Con voi trưởng thành có thể kéo đổ những cây to, nhưng khi xong việc, người quán tượng buộc chúng vào thân cây nhỏ. Con voi sẽ đứng im vì nó nghĩ nó không thể thoát khỏi sợi dây thừng đó được. Một câu chuyện buồn. Và một ngày rừng bị cháy, người quán tượng không thể nào vào giúp voi được. Con voi đứng yên với sợi dây thừng buộc vào một thân cây nhỏ mà đáng ra nó chỉ kéo nhẹ cũng đổ. Cuối cùng, voi chết vi nghĩ định sẵn trong đầu. Mình không làm được, nhưng có một loại voi khác có thể giật đứt sợi dây đó. Các bạn biết đó là voi gì không? Người ta nói đó là voi am quay các bạn ạ. À. <laughs> voi đã hết đường, điên lên và đạp đổ mọi chướng ngại vật trước mắt. Nhưng con người không phải là voi. Chúng ta có tư duy, chúng ta có đợi cho tới khi hết đường mới điên lên không? Chúng ta có đợi cho tới khi hết đường mới gào lên. Tôi đang điên lên đây. Không, không cần phải như vậy phải không? Chúng ta có tư duy, chúng ta có thể nghĩ, nếu người khác kém hơn tôi mà làm được tôi cũng làm được chúng ta có tư duy các bạn ạ à. nghèo không phải là do chúa nghèo không phải là do khả năng nghèo vì họ chưa bao giờ dám nghĩ đến thành công tôi thi đổ vào trường đại học nhưng không có tiền nên tìm mọi cách để xin được học bổng ngay từ kỳ đầu tiên tôi nghĩ tôi làm được tôi thành công được tôi không muốn làm công nhân với mức lương ít ỏi trong các nhà máy sản xuất tôi không được đi học thêm nên đôi lúc cũng nghĩ mình có thể vượt qua những học sinh có điều kiện học thêm không nhỉ? Nhưng lúc đó tôi lại quay lại với suy nghĩ, tôi không muốn nghèo và tôi lại dành thời gian tự ôn bài, không phải là tôi giỏi giang gì mà chỉ là do tôi không muốn nghèo. Tôi học được một điều, đừng để số trời hay số phận quyết định cuộc sống của mình. Mình có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Tôi muốn hỏi các bạn ở đây, chặt một ngón tay nhận 5 triệu đồng, các bạn có làm không? Hay là đắt hơn một chút, chặt một bàn tay nhận 50 triệu đồng? các bạn có làm không? Hay chặt một cánh tay nhận 200 triệu đồng. Hay chặt một chân nhận 700 triệu đồng. Một số người bắt đầu suy nghĩ rồi đấy. có khi chặt xong lấy 700 triệu rồi mua chân giả lắp vào, chắc cũng chỉ vài chục triệu. Chặt cả hai chân, hai tay nhận một tỷ đồng. Bạn có làm không? Vậy mà ai đó vẫn bán từ đầu đến chân, bán cả tự do, bán cả tâm trí, chất xám lấy vài triệu đồng một tháng rồi chẳng dám nghĩ làm gì khác nữa chân tay chặt đi được vài trăm triệu mà mình không làm tại sao chúng ta bán cả thân xác mình với vài triệu rồi lại kêu lên đủ rồi vẫn còn tốt hơn người khác các bạn ạ à, chúng ta có đầu óc có tư duy chúng ta có thể biết mình làm được gì mình học được gì mình có thể thay đổi được gì hãy bỏ qua những người nói sao làm được hoặc chưa bao giờ làm mời người khác được à tôi muốn hỏi các bạn Ai trong số các bạn có con nhỏ ở nhà? À một số người không giơ tay, nhưng chắc là có rồi. Hôm trước thấy dắt đi chơi công viên. <laughs> Khi chúng ta bế con trên tay, chúng ta khen con mình phải không ạ? Con ơi, lớn lên con phải thành công, con phải là ông này, bà nọ là sếp của người khác, lớn lên phải là người vĩ đại, là niềm tự hào của dòng họ. Chúng ta nghĩ như vậy không? Dẫu như thế nào thì chúng ta cũng nghĩ như vậy với con mình hay có ai làm vẻ mặt thiểu não như thế này? Ai, trời ạ, à, tao đâu có muốn có mày đâu. <laughs> tao đã bảo mẹ mày phải cẩn thận rồi. bảo là cẩn thận, cẩn thận, đâu đã sẵn sàng đâu. <laughs> mày biết không, tương lai giờ không biết như thế nào đây. <laughs> có ai nói với con mình như vậy không? không. vậy có nghĩa là ít ra thì bố mẹ luôn khen ngợi con cái. Bố mẹ tin là chúng ta chắc chắn sẽ thành công, đúng không ạ? À? Vì chẳng ai hy vọng con mình sẽ là kẻ thất bại. Nhưng đến khi lớn lên, cái này không làm được, cái kia cũng không làm được, cái này không thành công đâu. Tại sao khi lớn lên những điều đó lại ở trong đầu chúng ta? Chúng ta sinh ra để thành công, không phải sinh ra để thất bại. Tôi nghĩ như vậy, nên khi gặp ai đó không làm cùng, tôi đi tìm người khác. Có lúc tôi có nhóm 50 đến 60 người, 500 đến 600 người làm rồi bỏ cuộc tôi cũng không quan tâm vì họ không muốn đi tiếp tôi không giúp được họ tôi vẫn tiến về phía trước vì tôi tin tôi sinh ra để thành công không giống ai đó bảo trợ hai đến ba người không làm bản thân cũng bỏ cuộc chúng ta có lựa chọn nếu họ lựa chọn thế này ta có thể lựa chọn thế kia và ta xứng đáng với những kết quả chúng ta đã lựa chọn nghèo không phải là do chúa không phải là do khả năng nghèo do họ chưa bao giờ dám nghĩ đến thành công có rất nhiều câu chuyện để kể cho các bạn đây là một câu chuyện có thật tại Mỹ. Trong một buổi biểu diễn siết thú, những người tàn tật được xếp ghế ngồi hàng đầu để tiện cho việc phục vụ. Tai họa xảy ra khi một con sư tử sống chuồng lao về phía khán giả. Nhưng hoảng sợ hơn cả là việc sư tử sống chuồng. Một số người tàn tật, 30 đến 40 năm ngồi trên ghế lăng, đứng dậy và chạy. <laughs> Sau khi con sư tử bị bắt, mọi việc trở lại bình thường. Họ lại quay lại và ngồi trên ghế lăng như cũ. Các bạn có thể giới thiệu kinh doanh một lần một ngày không? Có khó không khi việc gọi điện gặp gỡ và giới thiệu kinh doanh cho ứng viên 30 đến 40 phút? Có khó không khi chúng ta chia sẻ nhưng chưa biết họ có quan tâm hay không? Các bạn có nghĩ mình chia 3 lần cho một ngày không? Hoặc chỉ một lần một ngày là tốt rồi? Chúng ta có thật sự dùng hết giá trị của mình chưa? Ai đó vẫn để người khổng lồ ngủ yên trong mình mà không mang ra sử dụng. Các bạn ạ, à, hãy sử dụng sức mạnh của mình cho hết. Thay đổi, dám nghĩ, và đừng bán giá trị của mình với đồng lương ít ỏi tôi nghe cd đọc sách người ta nói vậy chứ không phải tôi tự nghĩ ra tôi nghe tôi thực hành tôi nghĩ tôi nghe và cuối cùng tôi được như ngày hôm nay khi tôi học trong trường không ai dạy tôi những điều như vậy tôi không biết học thạc sĩ họ có dạy không vì tôi chưa có cơ hội được học thạc sĩ vì vậy đừng bán bản thân mình và trí óc của mình với những đồng lương ít ỏi thái độ là điều quan trọng chúng ta có bộ đĩa CD về thái độ. Ai đã mua bộ đĩa này? Wow, thật tuyệt vời. Những điều này cần nghe từ CD. Nếu ngồi tự nghĩ, nghĩ không ra đâu. 4 năm về trước, khi tôi xây dựng kinh doanh ở miền Nam, thông thường tôi không tự lái xe đi. Tôi đi xe khách hoặc máy bay. Một lần trở về nhà ngạc nhiên khi thấy xe mình không còn ở đó. Tôi cứ nghĩ mình đổ ở chỗ khác, nhưng cuối cùng hóa ra là xe đã bị mất cấp. Nhưng lúc đó tôi nghĩ, nếu xe mất, mình còn thì ok. Nhưng nếu xe còn mà mình mất thì chắc chắn là có vấn đề. <laughs> Suy nghĩ tích cực này tôi học được từ CD, học từ những người thành công. 3 đến 4 năm rồi, xe đi mãi không về, trong cớp còn khoảng 30 chiếc CD, VCD mới nguyên chưa kịp nghe. <laughs> thái độ vô cùng quan trọng. Tôi muốn chia sẻ những lời của Brown, Bob Andrew, nói rằng chúng ta cần có thái độ tích cực. Tôi muốn chia sẻ 10 điều về thái độ không mang lại hiệu quả năm điều về thái độ mang lại hiệu quả nghe trong cd thái độ là tất cả của bob andrew thái độ không mang lại hiệu quả là thái độ tiêu cực nếu trong đầu ta nghĩ ra ngoài chia sẻ kinh doanh họ sẽ cười mình không họ sẽ mắng mình không sẽ không mang lại hiệu quả chúng ta cần nghĩ mình sẽ trình bày như thế nào đưa cd sách gì cho họ sau đó chia sẻ kinh doanh còn kết quả là sự lựa chọn của họ chứ không phải của mình rất nhiều người ngồi và nghĩ 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 Cuối cùng, ngồi ở nhà và không đi chia sẻ kinh doanh nữa. Nghĩ tiêu cực không mang lại hiệu quả. Thứ hai, nghĩ nhỏ không mang lại hiệu quả. Có rất nhiều ví dụ trong CD của Pop Andrew. Nghĩ nhỏ không mang lại hiệu quả. Thứ ba, xem thấp giá trị bản thân không mang lại hiệu quả. Mình không làm được, nói không được, làm như họ không được, mình da đen, mình béo quá, mình trắng quá, mình lùn quá. Đừng đánh giá thấp giá trị bản thân. Nếu không làm, đó là quyết định của họ chứ không phải vấn đề của chúng ta bán hàng không được là do họ không có tiền chứ không phải vấn đề của mình tôi luôn đề cao giá trị của bản thân họ không mua sản phẩm tôi nghĩ do họ không có tiền chứ không phải là do mình không có khả năng có thể họ có xe có nhà nhưng họ vẫn còn nợ nần họ không có tiền và họ không mua hàng sau khi chia sẻ kinh doanh họ không làm chúng ta nói về sản phẩm đó là công việc của chúng ta như vậy hãy để quyết định là của họ tiếp tục tiến lên đó là công việc của chúng ta. Vậy mà có người mời ba người, không làm bốn người. Các bạn có hiểu không? A không làm, B không làm, rồi xem nếu C không làm tôi cũng bỏ luôn. <laughs> các bạn đã từng mời bạn uống cà phê chưa? Đã từng mời hàng xóm món ăn mình làm chưa? Có bao giờ họ không ăn và mình đổ cả nồi canh nhà mình đi không? Chắc là điên mới làm như vậy. Cơ hội kinh doanh này có lớn hơn một nồi canh không các bạn? Hãy nghĩ thật kỹ. Ngày trước tôi tham gia hội thảo nửa ngày, tôi đã thấy rất hào hứng. Chắc các bạn cũng giống tôi. Nhưng hãy chờ tới ngày mai, ngày thứ hai khi các bạn nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Người mà theo tôi là người may mắn, nhưng có lẽ các bạn nghĩ là người gặp rủi ro. Khi người ta từ chối bạn, bạn sẽ cười, sẽ buồn hay sẽ bỏ cuộc ngay tức khắc rồi nghĩ. 2.000 bạc tiền vé hội thảo thế là đi tông. Cơ hội và tiền nong vứt hết chỉ vì một lời từ chối. Chỉ ba từ tôi không làm cướp đi tất cả ước mơ cơ hội và kiến thức của những ngày hội thảo tôi nghĩ không phải là những người trong khán phòng này mười năm về trước tôi tham gia những buổi hội thảo như thế này để nghe những người thành công nói chuyện chứ không phải là để nghe ba từ tôi không làm của những người thất bại tôi không tin những người không làm họ không làm là việc của họ mười năm rồi người thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay tôi chỉ nghe lời của những người thành công vì tôi muốn thành công Giờ đây tôi là một người đại diện cho người thành công. Tôi muốn các bạn xem một số hình ảnh từ PowerPoint. Đây là tôi khi vừa tốt nghiệp trường trung học. Lúc đó nhiều nơi muốn thuê tôi làm việc. Cô tôi cũng bảo tôi cần đi làm. Nhưng tôi muốn học tiếp và tôi đã học tiếp. Tôi không muốn làm công nhân. Không có nghĩa làm công nhân là không tốt. Mà là tôi không muốn dừng cuộc sống của mình ở đó. Đây là hình ảnh tôi tốt nghiệp đại học. Đây là hình ảnh tôi đi làm trong văn phòng Lúc đó tôi vẫn còn thuê nhà, vẫn còn đi làm bằng xe bus. Nhưng tôi bắt đầu dán ảnh những ước mơ lên trên tường, ảnh ngôi nhà, chiếc xe tôi yêu thích, tôi dán những bức ảnh du lịch. Tôi nhìn chúng mỗi ngày và nói, mày xứng đáng được hưởng những thứ này. Tôi muốn đi du lịch ở Úc. Lúc đó không có điện thoại di động, không có thẻ ATM, không có nhiều sản phẩm như bây giờ, không có máy lọc nước, không có máy lọc khí, vân vân. Chỉ có 8 sản phẩm. Tôi vẫn làm công ăn lương ngày 8 tiếng từ thứ hai tới thứ sáu, tôi chẳng có gì, chỉ có duy nhất một thứ, đó là ước mơ. Tôi không muốn cuộc sống nghèo như vậy. Các bạn nhìn hình ảnh này, phòng thuê không có phòng ngủ riêng. Tôi có ước mơ, phải có nhà riêng, một ngày nào đó tôi phải mua được nhà riêng. Ước mơ của tôi đã 18 năm rồi, không phải ước mơ thành hiện thực sau một đêm. Các bạn đến trong buổi ngày hôm nay, các bạn có thể nghĩ rằng tháng sau mình thành công rồi. Cuộc sống không dễ dàng như vậy, nó cần thời gian, cần quá trình các bạn ạ, à. tôi làm tất cả những việc cần làm để đạt được ước mơ, gọi điện, trình bày cơ hội kinh doanh, đi hội thảo, vân vân, làm mọi việc. và bây giờ đây là ngôi nhà của tôi, tôi tập thể dục lúc 7:30 sáng khi mọi người đã phải đi làm hết. đây là bể bơi trong nhà và phòng tập thể dục riêng đằng sau bể bơi. tôi tập thể dục và nghĩ đến những người đang phải tất bật đi làm. trong khu nhà mọi người giàu ngang nhau nhưng phong cách sống lại khác nhau hạnh phúc khác nhau. Đây là mẹ tôi rất hạnh phúc. Bà ở nhà trồng cây cảnh. Tôi có thời gian chụp hình lọ hoa trong nhà. Tôi tin là rất nhiều người trong phòng này giàu hơn tôi. Nhưng tất cả những thứ tôi có được đều chỉ trả bởi thu nhập từ kinh doanh amway. Đây là hình ảnh tôi đưa mẹ tôi đi du lịch. Các bạn có muốn đưa người các bạn yêu thương đi du lịch không? Tôi đưa mẹ tôi tới Thượng Hải, Trung Quốc. Mẹ tôi rất hạnh phúc. Ba đêm hai ngày. Mẹ tôi rất hạnh phúc. Các bạn còn nhớ, mẹ tôi chỉ học hết lớp 3 và bán hàng ăn, nuôi ba con ăn học hết đại học. Trong mất sớm, tới giờ đã là 30 năm rồi, mẹ tôi chẳng có sách, CD và hội thảo trợ giúp, chẳng cần ai động viên, mà chỉ có một tinh thần yêu thương con cái, không ngại khó khăn để nuôi anh em tôi ăn học. Tôi rất tự hào về mẹ, có sự dũng cảm, không sợ bất cứ điều gì, công việc gì bà cũng dám thử làm. Tôi cũng học được tính cách đó từ mẹ. Đây là du lịch cùng mẹ ở Quảng Châu. Đây là Hàn Quốc. Lần thứ tư là đi Hồng Kông. Tôi nói với mẹ, 3 năm nữa là tới du lịch Việt Nam, Macau, Perth ở Úc. Mẹ tôi đang ở ngôi nhà 4 tỷ đồng Việt Nam mà tôi mua tặng mẹ. Trồng cây cảnh, hưởng thụ cuộc sống. Tất cả đều bằng kinh doanh am quay cả. Đây là Hồng Kông. Và đây là hình ảnh của một người đặc biệt có tên là Uthai Sun Kang. Là người tàn tật không thể tự đi lại và phải ngồi xe lăn làm nghề bán dạo ngoài đường. Khi có một hội thảo, cô ấy bò tới hội thảo vì không có tiền mua xe lăn Các bạn biết họ có hai cái ghế con, chống tay bò tới hội thảo. Hiện tại, cô ấy đạt chức danh Founder Emerald bằng tôi. Không ai thuê cô ấy đi làm vì cô ấy là người tàn tật. Cô ấy đi du lịch cùng chồng khắp nơi trên thế giới. Các bạn có gì kém hơn cô ấy không? Các bạn có gì khiếm khuyết không? Hay các bạn khiếm khuyết động lực khiếm khuyết sự dũng cảm. Thêm một người nữa, ba trong một. Tôi dùng cụm từ ba trong một. Anh ấy tên là Cha Lan Công Đai, làm trong quân đội và gặp tai nạn. Lần đó mình nổ đúng gần mặt làm anh ấy mất đi đôi mắt, tay bên trái bị điếc, bị mất cánh tay trái. Ba trong một, anh ấy là Founder Platinum. Những người như vậy thường làm nghề bán vé số hay ăn xin, đúng không? Anh ấy lựa chọn Amway. Khi anh ấy làm, Vợ phản đối kịch liệt. Anh ơi làm em quay làm gì? Đi gì mà tối mịt mới về? Anh ấy nói, thì buổi chiều trời cũng đã tối rồi mà. Vì mù mắt, làm gì có ánh sáng? Muộn hay sớm cũng chẳng khác nhau gì cả. Anh ấy kể, anh ấy demo sản phẩm LOC. Khách hàng nói, anh ơi, đây là nước rửa bát. Vì lọ vuông vuông giống nhau, anh ấy mở blip chart, giới thiệu kinh doanh. Anh ấy kể là ứng viên tiềm năng chạy mất lúc nào không biết. Các bạn chia sẻ kinh doanh ít nhất người ta còn từ chối, nhưng đối với anh ấy rất nhiều lần thậm chí không biết là họ đã đi rồi. Anh vẫn ngồi và nói một mình. Vậy mà anh ấy đạt danh hiệu Founder Platinum, đưa vợ đi du lịch địa Trung Hải trên du thuyền năm sao cùng Amway. Các anh chị thử bịt mắt đi từ khách sạn này ra ngoài, chưa cần chia sẻ kinh doanh, chưa cần làm gì, các bạn có thấy khó khăn không? Thậm chí còn cảm thấy khốn khổ có phải không? Anh ấy làm được. Tôi đi du lịch cùng họ, tôi thấy chị Uthai đạt Founder Emerald cùng nhận danh hiệu với tôi. Các bạn hiểu cảm xúc của tôi không? Mình chẳng hơn gì họ. Các bạn có thể thành công, các bạn có thể trở thành bất cứ ai nếu các bạn thực sự muốn, miễn là phải tuân thủ pháp luật. Kinh doanh Amway tạo cho các bạn môi trường học tập, dám thay đổi và vứt câu không làm được ra khỏi từ điển của mình. Hãy tin, ước mơ hành động và thành công đến với bạn xin cảm ơn